Được phê duyệt từ năm 2002, đường vành đai 2,5, điểm đầu từ Đầm Hồng thuộc phường Khương Trung, Thanh Xuân, điểm cuối nối với đường Giải Phóng, Kim Đồng, Hà Nội chỉ dài vỏn vẹn 2,1 km, đến nay vẫn chưa giải phóng mặt bằng xong. Dự án đường vành đai 2,5 từ Đầm Hồng tới Giải Phóng có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng. Sau hơn 18 năm kể từ ngày được khởi động, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thiện giải phóng mặt bằng hơn 1 km từ Đầm Hồng đến sông Tô Lịch. Điểm cuối của dự án thuộc phường Thịnh Liệt nối với đường tàu và đường Giải Phóng. Đã được giải phóng mặt bằng nhưng vài năm nay khoảng đất vẫn để trống mà được thi công. Bên cạnh đó, dự án đường vành đai 2,5 từ Đầm Hồng tới Giải Phóng cũng có một cây cầu bắc qua sông Lừ, đoạn qua phường Định Công. Hơn 4 năm qua, cây cầu này được hoàn thiện phần chân đế nhưng không được hoàn thiện tiếp do không có mặt bằng để kết nối. Ngày 12 tháng 12, trên toàn dự án có khoảng hơn chục công nhân thi công hệ thống cống thoát nước ở khu vực phường Định Công, quận Hoàng Mai. Nhóm công nhân thuộc công ty xây dựng 1/5, nhà thầu thi công gói thầu từ Đầm Hồng đến sông Lừ, đang lắp hệ thống cống hộp đi ngầm. Được biết, công việc này mới được khởi động lại khoảng hơn một tuần trở lại đây, khi chính quyền địa phương hoàn tất giải phóng mặt bằng, một số hộ dân ở phường Định Công giáp danh với quận Thanh Xuân. Để giải phóng mặt bằng làm tuyến đường, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thu hồi 67.125m2 đất tại phường Định Công, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai và phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Đến hết tháng 11, khu vực thuộc quận Thanh Xuân đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, trong khi đó quận Hoàng Mai còn gần 80 trong số 588 người dân ở hai bên phường Định Công và Thịnh Liệt chưa nhận tiền đền bù. Trên bản đồ quy hoạch cũng như thực địa, tuyến đường khi đi qua khu đô thị Định Công tạo thành hình vòng cung. Đây cũng chính là lý do hàng chục dân ở phường Định Công và Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội làm đơn kiến nghị vì cho rằng dự án đã làm sai quyết định quy hoạch của Thủ tướng trong những năm 1998 và 2002, từ đường thẳng nắn thành cong, khiến họ bị lấy đất, lấy nhà để làm đường.